Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Onway. Hôm trước thì chúng mình đã có một bài trên tay nhanh về iPad Air 5 mới ra mắt của Apple. Thì hôm đó bọn mình mới chỉ nhận được máy thôi, nên là bọn mình không có dịp để làm một video đánh giá kỹ càng, đánh giá chi tiết về sản phẩm được. Nhưng mà hôm nay thì mình có nhiều thời gian để trải nghiệm hơn. Vậy nên mình xin phép gửi tới anh em video đánh giá iPad Air 5 sau một ngày sử dụng của chúng mình nhá. Intro thôi anh ơi. iPad Air 5 sắp được bán chính hãng tại Onway với giá chỉ từ 15 triệu đồng. Các bạn có nhu cầu tham khảo, mình có để link ở bên dưới phần mô tả nha. Hơn trời thì sau nhiều năm rồi, Apple không thay đổi thiết kế ở trên iPad thì năm nay chúng ta có một chiếc máy nên chả khác quái gì hơn trước cả. Emotional damage. Ở mặt trước thì các bạn vẫn có một cái màn hình 10.9 inch, tương tự so với phiên bản iPad Air 4. Và nếu mà để so sánh với iPad Air 4 thì kích thước giống hệt, khối lượng thì nặng hơn tương đối, tận 1 gram các bạn ạ. Và nếu mà các bạn đang sử dụng iPad Air 4 rồi thì chuyển sang iPad Air 5 các bạn sẽ chẳng có gì để so sánh cả. Các bạn, nó giống hệt đấy. Nhưng mình đã cố để tìm một cái điểm phân biệt giữa hai dòng máy này, và mình đã có ở mặt sau. Phiên bản iPad Air 5 sẽ có dòng chữ iPad Air. Nếu như các bạn không biết thì ở các phiên bản iPad trước các bạn sẽ chỉ có dòng chữ iPad ở mặt sau thôi, kể cả dòng Air hay dòng Pro. Thì có thể đây là một cái điểm mới ở trên iPad Air 5. Ở bên cạnh hông thì các bạn vẫn có một cái nam châm để hút Apple Pencil. Mặt sau thì có chấu, ba chấu nam châm để gắn bàn phím rời. Thì bởi vì kích thước của iPad Air 5 và Air 4 là giống hệt nhau, vậy nên nếu mà các bạn đang sử dụng bộ phụ kiện của iPad Air 4 thì hoàn toàn có thể gắn vào iPad Air 5 sử dụng bình thường nhá. Ở cạnh trên thì các bạn sẽ có một cái cảm biến vân tay. Đương nhiên rồi, ở dòng iPad Air thì các bạn sẽ không có Face ID. Có một cái điểm mình thấy khá là bịp ở trên iPad Air 5, đó là các bạn sẽ thấy có 4 khe loa, 2 cái ở bên trên và 2 khe ở bên dưới. Nhưng các bạn sẽ chỉ có loa kép thôi. Có nghĩa là 2 cái khe này sẽ có một cái loa là bịp. Chắc là một cái chiêu trò gì của Apple thôi, nhưng mà mình nghĩ là loa stereo là khá đủ đối với một người sử dụng iPad Air rồi. Nhưng mà 4 loa thì vẫn hay hơn. Camera sau của iPad Air năm nay không có nhiều sự thay đổi. Thứ nhất là vẫn có một camera và không có đèn flash. Nhưng mình nghĩ rằng nếu mà các bạn mua sản phẩm iPad Air hoặc là bất kỳ máy tính bảng nào về thì các bạn sẽ không quá chú tâm đến camera sau đâu, bởi vì chẳng ai mua nó về để chụp ảnh hoặc là quay phim cả. Nhưng mà camera trước thì khá là quan trọng, và mình đánh giá rằng phiên bản iPad Air năm nay có sự nâng cấp rõ rệt về camera trước, khi mà Apple đã trang bị cho chúng ta một camera góc rộng. Và từ đó Apple có thể áp dụng tính năng Center Stage ở camera trước này. Để các bạn dễ hình dung về tính năng Center Stage này hoạt động như thế nào, thì đơn giản rằng Apple có một con AI để tracking theo chủ thể xuất hiện ở trước camera. Ví dụ như mình đang ở chính giữa camera, khi mình ghé đầu sang trái, đó, camera sẽ tracking sang mặt mình để mình luôn ở chính giữa của cái màn hình. Khi mình ghé đầu sang phải hoặc là mình đứng lên trên, ngồi xuống. Tính năng này thì rất là hay, nhưng mà hiện tại thì mình không thể mở được ở trên máy ảnh, ở trên quay phim, mình chỉ mở được khi mà mình gọi điện thôi. Nhưng mà để các bạn có một cái nhìn cụ thể nhất về khả năng, về cái giới hạn của khả năng tracking này, đây là camera mặt trước của iPad Air 5. Còn khi mình phóng to lên, đó, các bạn có thể thấy rằng camera này góc siêu là rộng. Nhưng mà thôi, mình sẽ không cho các bạn xem nữa, bởi vì là ở trên video thì các bạn sẽ thấy bọn mình có góc rất là đẹp, nhưng mà bọn mình vẫn là người rất là gọn gàng mà, nên mình sẽ không cho các bạn xem. Hiện tại cũng đang có chương trình giveaway, có 3 phần thưởng như ở trong video. Cách thức tham gia thì vô cùng đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần comment 3 đặc điểm thích nhất ở trên iPad Air cùng một số có 3 chữ số. Chúng mình sẽ lấy kết quả từ 3 chữ số cuối của xổ số miền Bắc ngày 28 tháng 3 và sẽ ưu tiên những bạn nào có kết quả chính xác nhất và nhanh nhất nhé. Ở đây thì iPad Air đã được trang bị con chip M1 rồi, nên là chắc chắn sẽ có nhiều bạn hỏi rằng liệu nên mua chiếc iPad Air này hay là mua chiếc iPad Pro M1 với giá chỉ khoảng tầm cao hơn 2-3 triệu thôi. Thì mình xin được trả lời luôn là tùy thuộc vào nhu cầu của các bạn. Nếu các bạn muốn một chiếc máy có khả năng vuốt chạm tốt với màn hình 120Hz cũng như là có Face ID nữa, thì iPad Pro M1 là lựa chọn của các bạn. Còn nếu mà các bạn muốn một chiếc máy vẫn có cấu hình rất tốt và có tối ưu về cái khoản ngân sách của các bạn hơn, thì đây chắc chắn là lựa chọn của các bạn rồi. Tổng kết lại thì các bạn có một chiếc iPad Air mới, thiết kế không mới. Camera thì có Center Stage, một tính năng khá là hữu ích. Màn hình thì vẫn đẹp thôi, loa thì vẫn rất là hay.
Các bạn đánh giá sao về sản phẩm iPad Air năm nay? Cho mình ý kiến ở dưới phần comment nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye!